Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với video tiếp theo của xe điện Hải Đăng. Gần đây thì có một anh khách hàng mua bộ kit chuyển đổi xe đạp thành xe điện của bên mình nhưng chưa biết cách lắp để cho xe chạy. Thì nhân tiện đây, trong video này thì mình sẽ hướng dẫn các bạn. Do màu dây ở mỗi nơi bán khác nhau, do đó thì anh em lưu ý là mua hàng ở đâu thì qua đó để hỏi. Ok, chúng ta bắt đầu. Nếu các bạn mua hàng bên mình thì khi nhận được hàng các bạn sẽ được như thế này. Đây là pin của xe, loại 24V 10A. Còn đây là IC điều khiển. Đây là đèn pha, dây nguồn và tay ga thì đã được bên mình nối sẵn như thế này. Các cái đầu jack thì bên mình đã làm sẵn, các bạn chỉ cần cắm đúng vào và không cần phải hàn gì thêm. Bạn sẽ nối hai dây nguồn và dây khóa vào như thế này. Còn đây là dây tay ga, bạn sẽ nối với dây tay ga trên IC. Ba dây pha thì sẽ nối với ba dây pha của động cơ, các bạn nối đúng màu. Dây nguồn thì bạn sẽ nối với dây nguồn trên IC. Ok, như vậy là xong. Bước cuối cùng thì mình sẽ nối với pin, các bạn chú ý là nối dây nguồn cuối cùng để đảm bảo an toàn không bị chập cháy. Và bây giờ thì chúng ta sẽ bật khóa lên, nấc đầu tiên là mở nguồn, nấc thứ hai là bật đèn. Và bây giờ thì bạn sẽ vặn ga thử, như vậy là động cơ đã hoạt động. Còn nếu trong một số các trường hợp động cơ của xe nó quay ngược chiều thì bạn sẽ tìm tới dây đồng bộ là hai dây có màu trắng có thể cắm được vào với nhau. Trông nó sẽ như thế này, các cái dây này thì bên mình đã đánh dấu sẵn, các bạn chỉ cần làm theo là được. Khi bạn cắm hai dây đồng bộ vào thì bạn sẽ thấy động cơ sẽ tự động quay đảo chiều, bạn giữ khoảng 3 đến 5 giây thì rút nó ra. Như vậy là xong, và bây giờ thì bạn vặn ga động cơ sẽ quay đúng chiều. Việc lắp đặt cũng khá là dễ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Thông tin về bộ kit chế xe đạp thành xe điện thì mình sẽ đặt link trong phần mô tả của video để các bạn tham khảo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.